Sáng ngày 12 tháng 6, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêu dùng xanh 2022 với chủ đề Gia đình xanh cùng hành động. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Trường, Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng khẳng định, trải qua 13 năm thực hiện xuyên suốt, chiến dịch tiêu dùng xanh đã thể hiện tính hiệu quả khi đã dần thiết lập thói quen tiêu dùng mới trong cộng đồng, tiêu dùng có lợi cho môi trường. Cái điểm mới của cái chương trình lần này là có cái sự kết nối giữa các điểm cầu trực tuyến trong nước và kể cả ở nước ngoài. Đây là một cái điểm mới mà chúng ta đã tận dụng được cái lợi thế của công nghệ thông tin. Việc bảo vệ môi trường ngày càng nó đòi hỏi chúng ta phải có ý thức trong từng hành động, đặc biệt những cái hành động liên quan đến sử dụng các cái sản phẩm thì chúng ta phải hướng đến cái việc tiêu dùng xanh. Chia sẻ về các dự án sẽ được triển khai trong chiến dịch tiêu dùng xanh năm 2022, ông Lê Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Co-op cho biết, có hơn 100 siêu thị và 500 cửa hàng trên cả nước, hàng ngàn doanh nghiệp sẽ trưng bày sản phẩm xanh, thực hiện hoạt động đố vui xanh có thưởng sản phẩm xanh, hoạt động shopping marathon, gia đình xanh, hoạt động đổi pin cũ nhận quà xanh. Chiến dịch sẽ hỗ trợ giá khuyến mãi, vận động không sử dụng túi ni lông tại siêu thị Co-op Mart, giúp cộng đồng tiếp cận sản phẩm của các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, an toàn sức khỏe. Thật sự ra ấy, bây giờ cuộc sống ai cũng rất là no đủ rồi. Bây giờ này người ta muốn đến cái mà xanh sạch đó. Thế cho nên là cô những cái vấn đề là về ví dụ như rau củ đấy thì càng nhiều cái loại rau mà hữu cơ càng tốt cho dân được sử dụng. Cô có ủng hộ những cái chương trình như thế này đến với người tiêu dùng không ạ? Có, cô rất thích. Cô rất thích những chương trình như này mà nên làm nhiều để rộng rãi cho mọi người người ta biết. Có nghĩa là bây giờ thật sự ra cái chợ truyền thống bây giờ cũng không thể bằng là đi siêu thị được. Nhằm hưởng ứng chương trình khuyến mãi tập trung mùa mua sắm Shopping Season 2022 từ nay đến ngày 15 tháng 7 do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, Sài Gòn Co-op thực hiện khuyến mãi lên đến 60% cho các sản phẩm thân thiện môi trường của doanh nghiệp xanh tham gia đồng hành cùng chương trình thuộc 5 ngành hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hóa phẩm, đồ dùng và may mặc. Bên cạnh đó, Sài Gòn Co-op thực hiện tháng tiêu dùng xanh từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6, như giảm giá đến 50% cho hơn 10.000 sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm hơn một nửa giá, thậm chí giảm chỉ còn 0 đồng cho hàng loạt sản phẩm nhu yếu vào các ngày cuối tuần, giảm giá cho hơn 20 loại trái cây, giúp khách hàng hình thành thói quen sử dụng trái cây trong các bữa ăn hàng ngày.